Và vừa lúc cắm điện vô á, các bạn chạm vào cái miếng này nè, các bạn sẽ thấy rất là lạnh, lạnh ngắt và lạnh như đóng băng đó các bạn ạ. Vâng, và xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Video ngày hôm nay thì bên mình sẽ đem tới cho các bạn hai sản phẩm rất là phù hợp trong cái giai đoạn mà nắng nóng hiện nay, và đặc biệt là dành riêng cho anh em game thủ. Đó là hai chiếc quạt tản nhiệt đến từ hãng Memo. Các bạn có thể thấy hình ở đây nè. Đó. Thì phía bên trái là phiên bản FL01 sử dụng quạt và dùng pin. Còn bên phải của mình là phiên bản DL01 dùng sạc trực tiếp. Và có một cái hay của phiên bản bên tay phải của mình là em này là sử dụng sò nóng lạnh. Nha các bạn, tức là sẽ không làm mát kiểu tản nhiệt mà dùng sò nóng lạnh làm lạnh trực tiếp điện thoại của bạn luôn. Rất là bá đạo ở em bên phải này. Thôi. Thì video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai mẫu này. Hiện tại thì số lượng quạt tản nhiệt trên thị trường rất là nhiều. Nói chung là rất là nhiều mẫu mã. Tuy nhiên thì bên mình thấy chỉ có cái hãng Memo này là sản xuất quạt tản nhiệt tốt nhất, cho nên bên mình nhập về. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp cả hai em này ra nhé. Đây, em bên trái này sẽ khá là tương tự như là Flygear Wakwin. Các bạn thấy này. Đó. Có logo Memo ở đây. Rồi. Em bên phải là mình sẽ có một cái quạt tản nhiệt nó to hơn, hầm hố hơn. Đây. Mình sẽ tháo cái lớp ni lông ra luôn. Đó, các bạn thấy nè. Rất là lớn. Ở phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cũng như sạc nha các bạn. Như sạc. Rồi mình sẽ để qua bên nhé. Em bên này cũng tương tự luôn. Phía bên dưới sẽ có một cuộn cáp sạc. Một cuộn cáp sạc và cũng như là một cái miếng nhựa như thế này. Đó. Miếng nhựa này để làm gì thì lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Đó, ok. Mình sẽ vô phần giới thiệu trước cho các bạn. Em bên trái trước nha. Em bên này trước ha. Còn bên phải là lát nữa mình sẽ giới thiệu cái phần bá đạo của em này sau. Đây. Các bạn có thể thấy ở đây là thiết kế rất là đơn giản. Chỉ bao gồm là quạt, một cái lồng bảo vệ. Phía sau này sẽ là bốn chân hút và mình có thể đoán được là phần này sẽ là phần chứa pin nha các bạn nè. Đây. Phía bên dưới này sẽ là cổng sạc. Đó. Về phần em quạt FL01 này thì chúng ta sẽ có cái chế độ mà LED RGB luôn các bạn nè. Các bạn sẽ bấm vào đây một lần để mở. Đó. Bạn thấy không? Đã đổi màu đó. Đấy. Và em này sẽ hỗ trợ 3 chế độ gió. Các bạn sẽ ấn lần lượt là 1 lần, 2 lần, 3 lần là để nó quạt mạnh hơn. Đó, màu LED khá là đẹp nhưng mà nó sẽ hơi tối tại vì mình quay bằng máy ảnh á. Các bạn thấy này, màu LED nè. Đấy. Về cơ chế hoạt động cũng như là khả năng tản nhiệt thì em FL01 này nó sẽ tương tự hoàn toàn như là Flygear Wakwin. Bên mình có test rồi. Khả năng tản nhiệt lên điện thoại khi mà các bạn áp em này trực tiếp lên mặt lưng điện thoại á, thì khi mà các bạn sử dụng trong một chiếc điện thoại, ví dụ như mình có iPhone ha, thì mặt lưng là kính hoặc là mặt lưng kim loại, thì các bạn cứ áp thẳng trực tiếp lên như thế này. Đấy, áp thẳng trực tiếp lên như này ngay giữa điện thoại luôn. Và các bạn hoàn toàn có thể kết hợp với những phụ kiện khác như là Wi-Fi hoặc là stringer ở đây để không bị cấn này. Để ở giữa như thế này không bị cấn nha các bạn. Đó, cầm tay chơi game này rất thoải mái nha. Đặc biệt là cái luồng gió tỏa ra nó sẽ thổi vào tay các bạn nữa, cho nên là cảm giác tay các bạn luôn mát lạnh, nó không bị nóng, không bị ra mồ hôi tay. Khả năng tản nhiệt thì bên mình có test rồi, nó sẽ giảm nhiệt độ điện thoại các bạn đi khoảng tầm 30%, tức là ví dụ như iPhone các bạn nha, chơi game lên khoảng tầm 35-40 độ thì nó sẽ giảm xuống ở tầm 30 độ các bạn, 30 độ cho tới 35 độ giảm xuống tầm đó, nó sẽ giúp điện thoại các bạn đỡ nóng hơn, không có bị nóng rang như kiểu là các bạn cảm giác là nóng mà khủng khiếp luôn, nóng một xót điện thoại luôn á. Thì em này sẽ giúp giải quyết vấn đề đó rất là tốt. Tại vì cái quạt này khi mà các bạn bật cái chế độ mà mạnh nhất lên á, nó sẽ hơi ồn một xíu, nhưng mà khả năng tản nhiệt cũng là tốt nhất luôn. Đấy. Mình sẽ nói luôn là miếng hút này sẽ không chắc chắn, cho nên là hãng sẽ trang bị cho các bạn một cái miếng trắng như thế này. Đây. Miếng trắng như thế này để các bạn có thể dính lên điện thoại các bạn đó. Đây mình làm như thế này nè. Đó, như thế này. Sau đó các bạn kẹp lên điện thoại như thế này. Đó. Thì vì có cái miếng đỡ như vậy thì em quạt tản nhiệt này sẽ không bao giờ bị tụt khỏi điện thoại trong quá trình sử dụng á, tại vì có độ rung. Đó.
quạt mạnh cho nên có độ rung, nó sẽ bị rớt từ từ ra. Có cái miếng nhựa trắng này sẽ rất ok đó. Chơi game cực kỳ sướng tay luôn. Về hiệu năng tản nhiệt, các bạn nào chưa tin á thì các bạn có thể truy cập vào đường link phía bên dưới mình để là mình test thực tế. Những cái loại quạt tản nhiệt có cái chế độ cơ chế như thế này này, quạt tản nhiệt giống như Westwind đó các bạn ạ, đều có thể giảm nhiệt độ tốt đó. Nhưng mà sẽ không giảm được nhiều lắm nha. Trong trường hợp mà điện thoại các bạn quá nóng thì nó cũng sẽ không giảm được nhiều lắm. Ok. Rồi, cũng đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ tới phần giới thiệu em này nhé. Em này sẽ là một cái rất là đặc biệt mà đó giờ các bạn sẽ hơi hiếm thấy trên thị trường. Đó là một chiếc quạt tản nhiệt các bạn sẽ sử dụng sò nóng lạnh nha. Đây. Đó. Các bạn nhìn mặt sau của em nó nè. Chúng ta có một miếng kim loại. Cái chất liệu này là chất liệu gì mình cũng chưa tìm hiểu rõ. Nhưng mà đây là sẽ phần áp thẳng trực tiếp vô mặt lưng điện thoại của các bạn. Đây, áp thẳng trực tiếp vào mặt lưng. Và cơ chế hoạt động của em DL01 này sẽ là dùng sò nóng lạnh ở bên trong làm lạnh cái miếng này, dùng điện cắm trực tiếp vào đây làm lạnh cái miếng này. Và từ cái miếng này sẽ truyền nhiệt, truyền cái độ lạnh á từ cái lưng điện thoại cho tới lan khắp điện thoại các bạn luôn. Có thể là cả cái điện thoại các bạn đều lạnh hết. Trong trường hợp mà các bạn sử dụng quạt á thì nó sẽ được mát một mặt lưng thôi nha, mát một mặt lưng thôi. Còn các bạn sử dụng cái sò nóng lạnh này và truyền nhiệt trực tiếp vô điện thoại á, nó sẽ cực kỳ lạnh và nó sẽ làm mát cả điện thoại các bạn luôn, cả bên trong và bên ngoài luôn. Đấy, rất là bá đạo. Bây giờ mình sẽ thử cắm điện vô cho em nó nhé. Tại vì sử dụng sạc trực tiếp cho nên là hãng cũng rất là chú tâm cho một em sợi cáp rất là dài, dài tầm 2m đó anh em, để em không phải ngồi gần ổ điện. Bây giờ mình sẽ tiến hành cắm điện cho nhé. Thì em này sẽ không có led nha các bạn, em này không có led. Các bạn cắm điện vô bằng cổng micro USB dưới này thôi. Đó, sẽ có một cái đèn tín hiệu ở đây, đèn màu xanh như thế này. Và vừa lúc cắm điện vô á, các bạn chạm vào cái miếng này nè, các bạn sẽ thấy rất là lạnh, lạnh ngắt và lạnh như đóng băng đó các bạn ạ. Đó, cực kỳ lạnh luôn. Và sau khi cắm điện xong thì các bạn chỉ cần tiến hành áp mặt lưng lên thôi. Áp mặt lưng lên như thế này. Ở em DL01 này, do sử dụng cái cách truyền nhiệt á, cũng như là sò nóng lạnh, cho nên các bạn xài ốp cũng được, nhưng mà ốp thì tản nhiệt không tốt lắm. Cho nên các bạn cứ thể, khi mà các bạn sử dụng quạt tản nhiệt thì các bạn cứ tháo ốp lưng ra để cho cái hiệu năng tản nhiệt tốt nhất, cũng như là làm lạnh tốt nhất nha. Đấy, nó sẽ hơi to một chút nhưng mà vẫn không vướng tay nha các bạn này, không vướng tay nha. Đó, rất là hầm hố luôn. Bạn coi phía sau nè. Ở đây chúng ta sẽ có một cái quạt nhỏ nhỏ. Cái quạt này sẽ là dùng để đẩy hơi nóng ra. Thông thường thì trên quạt tản nhiệt thông thường á, cái quạt sẽ dùng để hút gió, kiểu tản nhiệt mát cho điện thoại. Còn trên em sò nóng lạnh này á, thì khi mà sò nóng lạnh hoạt động á, cái nhiệt lạnh sẽ truyền qua miếng kim loại, còn hơi nóng sẽ tác lên. Thì quạt này sẽ đẩy hơi nóng vào cái khe này nè các bạn này. Đây, rất nhiều khe xung quanh nè, khe trên, khe dưới nè, đó, khe bên hông nè. Những khe này sẽ đẩy hơi nóng ra. Hãng không thiết kế cái khe bên hông, bởi vì á, hơi nóng đẩy ra hai bên á, thì sẽ dính tay các bạn, nó khó chịu. Hãng chỉ là khe tản nhiệt ở phía trên này nè, phía trên này và phía dưới này. Khi mà cái em này hoạt động được một thời gian á, các bạn sẽ thấy là phần nhiệt tỏa trên này rất là rõ luôn. Đó, rất là nóng trên này. Vừa áp vô mặt lưng điện thoại một xíu mà mình thấy em này rất là lạnh rồi các bạn ạ. Em này thì sẽ hoạt động êm hơn, tại vì quạt chủ yếu là dùng để đẩy gió hơi nóng ra thôi, cho nên không có tiếng ồn. Hai cái phần kẹp để trang bị mút hết, nên là các bạn kẹp điện thoại cũng không sợ xước nha. Đó. Đây, áp thẳng trực tiếp vô điện thoại này các bạn này, thấy không? Áp thẳng trực tiếp vô này. Ok, những bạn nào ở Hồ Chí Minh thì các bạn có thể ghé ngay trực tiếp tới 4 chi nhánh của Linh Kiện Store để các bạn có thể trải nghiệm được cái độ mát, cái hiệu năng tản nhiệt của hai quạt này. Các bạn có thể ngồi chơi game 1-2 tiếng đồng hồ cũng được, chơi khi nào điện thoại nóng á, xong rồi các bạn áp cái miếng quạt tản nhiệt này vô, các bạn sẽ thấy ngay cái hiệu quả rõ rệt của nó. Còn trong video sau á thì mình sẽ tiến hành mình test trực tiếp em này, test trực tiếp đo nhiệt độ điện thoại trong lúc chơi game và cũng như là vừa chơi game vừa bật 3G 4G lên luôn. Đó, mình sẽ làm cho điện thoại của mình nóng hết cỡ lên và áp em này vô, áp em DL01 này vô để tản nhiệt, để cho các bạn thấy được cái hiệu năng thực tế của em nó nhé.